Đây là một câu chuyện có thật khi khách hàng mua của bên mình. Anh mua của mình hai đôi Nail B dòng 450. Khi quý vị khách đó, người khách đó nhận hàng được thì lại bảo là điện cho mình luôn nhé. Thì bảo là mình gửi cho bác đó, khách người khách đó là kèn 350. Thì mình khẳng định luôn với bác như thế nào thì đấy là kèn 450. Anh em khẳng định luôn điều đó. Tuy rằng anh có bỏ ra một cái đôi neo ăn đôi neo này mình này mới cạnh một đôi từ thường 450 nhà bác đó, thì con của nhà mình nó bé hơn hẳn, thì mình bảo neo bao giờ nó cũng nhỏ hơn nhé, neo dạng nhỏ hơn đó. Đường kính của nó là 8/4, nếu như bác nào cái thước nó thụt thò nhiều ấy, thì có thể là 8/5 đó, 8/5 này, 8,5 cm đấy đó. Và neo bi là những cái viên neo nó liền lạc, nó xếp vào đây này, nó xếp bên đây, nó không phải liền lạc như neo khối, như neo bi xếp hạt vào đây đó. Và để anh em mình kiểm chứng được neo 450, 350 hay 750 thì một cách rất đơn giản thôi. Anh em mình cứ tháo hẳn ra cái côn này ra này. Đó. Cái côn này. Anh em mình lấy cái thước, anh em đo cho hộ mình cái đường kính côn nhé. Nếu là kèn 450 thì cái côn của nó sẽ là 44.4 hay gọi là côn 45, tùy em gọi thế không sao cả nhé. Côn 44.4. Và đối với kèn 350 thì côn của nó là côn 34.5 anh em nhé, 34.5. và kèn 750 thì là 74.5 đấy, về các kích thước kèn. Trên thực tế cái kèn 750 thì cũng có một số dòng côn 72. Và đây dòng Nail B thì nó không thể nào gì, nó không thể là to đùng được như cái kèn bác cái chụp ảnh so sánh với nhà mình. Nó là Nail thì nó chỉ có 8,5 cm thôi, đấy, kích thước chung rồi. Anh em thấy trên toàn lãnh thổ Việt Nam mình nó đều xem như thế. Có một số dòng thì cái viên bi này họ lại làm lồi ra thì nó to hơn một tí thôi, to hơn một tẹo. Còn nếu là làm bằng kẹp từ như này thì nó chỉ có 8,5 thôi. Đây phiên bản của bên mình này, anh em xem này, cái kẹp từ dày như này mà rất là dày, chất lượng mà giá thành thì vô cùng êm rồi. Một trong những đơn vị phân phối tép nẻ mà giá thành tốt nhất ở Việt Nam mình luôn, hàng đầu Việt Nam mình luôn. Giá chỉ có 900.000 đồng một đôi, mình sẽ bao ship nhá. Tặng kèm tụ trở bích nối. Một dòng neo côn nhựa này. Dòng neo côn nhựa, côn dẹt như này. Cho tiếng ca êm, không vỡ tiếng như những dòng khác. Mà giá chỉ có 900.000 đồng một đôi, sẽ được bao ship toàn quốc. Anh em qua nhà mua chỉ có 800.000 đồng thôi anh em nhá. 800.000 đồng một đôi thôi. Anh em có điện thoại trực tiếp cho mình nhé, để mình tư vấn và mua bán qua số máy 0904612323. Và khẳng định lại anh em là đây là kèn 450 và cái đường kính côn là 44.4 anh em nhé, và chào anh em.